vẫn lặng lẽ đi về sớm trường. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Ban tổ chức lễ kỷ niệm xin chân thành cảm ơn chương trình văn nghệ của đoàn thanh niên trường đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu và các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, cách đây 30 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã hoàn toàn thắng lợi, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Và trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nay là trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, là trường đào tạo chính quy về ngoại ngữ được thành lập sớm nhất và trong suốt nhiều năm, là trường đại học duy nhất đào tạo giáo viên ngoại ngữ trong cả nước. Nhằm thực hiện mục tiêu do Đảng và Nhà nước đề ra, trong trình độ phổ thông giáo dục phải có trình độ phổ thông về ngoại ngữ. Ngày 8 tháng 9 năm 1978,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ký quyết định số 1278 quy đề thành lập khoa tài chính thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong 30 năm xây dựng phát triển vừa qua, khoa tài chính trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục không chính quy như là một hình thức huy động tiềm năng của cộng đồng để xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội cho mọi người ở mọi trình độ, mọi lứa tuổi, mọi nơi có thể học tập suốt đời phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, góp phần không nhỏ vào chiến lược dạy học ngoại ngữ phục vụ mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Với truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, khoa tài chính trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành một địa chỉ tin cậy của hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ của các lực lượng vũ trang, các chuyên gia, cán bộ thuộc mọi thành phần kinh tế xã hội. Hôm nay, trong không khí cả nước tưng bừng hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khoa tài chính trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập khoa. Tới dự buổi lễ hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có ông Ngô Xuân Tiến, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có Tiến sĩ Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Đình, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Về dự buổi họp mặt hôm nay có đông đảo đại diện các cơ quan, đơn vị đang cộng tác liên kết đào tạo tại chức của nhà trường với khoa tài chức. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các đại diện của Học viện Cảnh sát, Viện Khoa học Hàng không, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên Lào Cai, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Giáo dục tỉnh Hải Dương, Trung tâm Giáo dục thành phố Hải Phòng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sơn La, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thái Nguyên, Trường Trung học Kỹ thuật Ninh Bình, Trung tâm Ngoại ngữ Tư thục Nam Định. Xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu đã tham dự buổi ngày hôm nay. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy nhà trường. Và có đông đủ các đồng chí trong ban giám hiệu, Đảng ủy, Thường vụ Công đoàn, Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng phó các đơn vị, Bí thư các chi bộ và toàn thể cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại khoa tài chính Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban tổ chức đã nhận được nhiều lãng hoa, điện hoa chúc mừng, quà tặng của nhiều bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục thường xuyên của các tỉnh đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất chúc mừng khoa tài chính ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng quý vị khách quý và toàn thể các đồng chí đã có mặt trong buổi lễ hôm nay. Chương trình lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập khoa tài chính Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội gồm các phần sau: một, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu; hai, diễn văn khai mạc của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội; ba, báo cáo 30 năm xây dựng và phát triển của khoa tài chính; bốn, công bố và trao các quyết định khen thưởng khoa tài chính; năm, phát biểu của lãnh đạo cấp trên; và cuối cùng là phần liên hoan chúc mừng khoa tài chính tổ chức tại tầng 2 câu lạc bộ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đây là diễn văn khai mạc của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Giáo sư Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Toàn thể các đồng chí cán bộ lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo đơn vị, thầy giáo, cô giáo,
cán bộ, nhân viên nhà trường cùng các bạn sinh viên thân mến. Trước hết, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học và cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện các đơn vị của nhà trường cùng cán bộ, giáo viên, sinh viên đã đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày lập khoa tổ chức của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên hệ tài chính của nhà trường với bề dày truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc xây dựng nhà trường và phát triển ngành ngoại ngữ nước nhà. Khoa tài chính trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1278 QĐ ngày 6 tháng 9 năm 1978 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Trong 30 năm xây dựng và phát triển, khoa tài chính đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển giáo dục hệ không chính quy, đã góp phần tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các nguồn nhân lực của đất nước, cho đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu người học, góp phần không nhỏ vào chất lượng dạy và ngoại ngữ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, khoa tài chính trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành một địa chỉ tin cậy về tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo ngành ngoại ngữ hệ tài chính của nhiều trường đào cao đẳng cho các trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh và của hàng chục vạn cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên của các thành phần kinh tế xã hội. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, khoa tài chính và toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên chức, sinh viên, học viên nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến các Sở Giáo dục Đào tạo, các trường đại học cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh đã hợp tác cùng chúng tôi mở các lớp liên kết đào tạo ngành ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên, học viên và nhân dân tại các địa phương. Chúng tôi ý thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình khi được các Sở Giáo dục Đào tạo, các trường đại học cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh miền nhiệm và luôn luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, với khoa tài chính để lên kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyển sinh và những năm học có chất lượng cao. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và chặt chẽ của quý sở, quý trường và quý trung tâm để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của trường và để học viên các lớp liên kết này đạt được kết quả học tập như chúng ta mong muốn. Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cấp, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo các ban chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao là đào tạo nguồn nhân lực có đủ năng lực tiên miền ngoại ngữ để giao tiếp, học tập và làm việc trong một môi trường hội nhập đa ngôn ngữ, đa văn hóa, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay của đất nước. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại khoa tài chính cũng như trong nhà trường đã và đang thực hiện nhiệm vụ cao cả là đào tạo thế hệ học viên đáp ứng nhu cầu mới hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập khoa tài chính và ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp đến, tôi xin kính chúc các vị khách quý, quý vị đại biểu, các nhà giáo, cán bộ, cũng viên chức nhà trường, chúc toàn thể các anh chị học viên, sinh viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Nguyễn Hòa. Tiếp theo chương trình là báo cáo về truyền thống và thành tích 30 năm xây dựng phát triển khoa tài chính. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Vũ Thúy Quỳnh, trưởng khoa tài chính trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường của các bạn sinh viên thân mến,
Chúng tôi xin được báo cáo cho các vị khách quý, các quý vị đại biểu về quá trình xây dựng và phát triển của khoa tài chức của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa tài chức được thành lập theo quyết định số 1278 QĐ-PPT ngày 6 tháng 9 năm 1978 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, khoa có các chức năng tổ chức, quản lý các loại hình đào tạo và liên kết đào tạo về tài chức ngành ngành ngũ trong toàn quốc. Các loại hình đào tạo hiện nay gồm Đại học Tài chức, ngành ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, Đại học Tài chức ngành ngoại ngữ, chương trình sau cao đẳng, các lớp văn bằng 2 hệ tài chức, ngành ngoại ngữ, các lớp bổ túc kiến thức đạt chuẩn đại học chính quy, các lớp thi chứng chỉ ngoại ngữ trình độ sơ cấp, trung cấp và cao cấp các thứ tiếng. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, các cán bộ của khoa luôn thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống lành mạnh, giản dị, thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Để góp phần thực hiện thắng lợi vào nhiệm vụ công tác và xây dựng khoa ngày một phát triển, đội ngũ cán bộ của khoa luôn đoàn kết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, giàu kinh nghiệm, sáng tạo, có trách nhiệm. Khoa tài chức đã xây dựng được nề nếp tác phong làm việc khoa học có nhiều cải tiến, luôn nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo. Trên chặng đường 30 năm đã qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong toàn trường, cũng như của các đơn vị liên kết tại các địa phương, các trường đại học cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, khoa tài chức trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ năm 1980 đến năm 1989, thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục, khoa tài chức đã bồi dưỡng và tổ chức xét đặc cách cho 628 giáo viên, cán bộ giảng dạy ngoại ngữ trong toàn quốc có bằng tốt nghiệp đại học 2, 3, 4, 5 lên trình độ đại học sư phạm ngoại ngữ để 2 năm. Khoa cũng tham gia tổ chức và quản lý các lớp theo chương trình bồi dưỡng 3 năm hè nhằm hoàn chỉnh và nâng cao trình độ đại học sư phạm ngoại ngữ cho các giáo viên dạy ngoại ngữ. Từ năm 1978 đến năm 1990, với sự tham gia của các chuyên gia ngoại ngữ đầu ngành của Việt Nam, Liên Xô cũ và các nước bạn khác, khoa tài chức đã liên tục tổ chức thành công 12 khóa bồi dưỡng cho 4.095 lượt giáo viên ngoại ngữ thuộc các trường đại học cao đẳng, phổ thông trong toàn quốc. Trong đó có 2.689 giáo viên tiếng Nga và 1.406 giáo viên tiếng Anh. Từ năm 1983 đến nay, khoa tài chức được nhà trường giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức và quản lý đào tạo các lớp hoàn chỉnh chương trình ngữ nhân ngoại ngữ, hệ tài chức cho học viên có trình độ cao đẳng ngoại ngữ. Tính đến nay, khoa tài chức đã tạo cho hơn 3.000 giáo viên hệ cao đẳng sư phạm ngoại ngữ và trình độ đại học sư phạm ngoại ngữ. Hiện nay, khoa đang tổ chức đào tạo nhiều giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm ngoại ngữ để đạt trình độ đại học tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, vân vân. Từ năm 88 đến nay, khoa tài chức đã đào tạo 37.166 cử nhân đại học, 3.773 cử nhân cao đẳng sư phạm ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho gần 2.000 giáo viên tốt nghiệp đại học tài chức để đạt trình độ tương đương cử nhân tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo viên tiếng Anh trong các trường đại học cao đẳng và phổ thông, đặc biệt cho cán bộ giáo viên của các địa phương sinh vùng sâu vùng xa, miền núi và hải đảo. Hiện nay khoa đang đào tạo trên 8.000 sinh viên hệ tài chức. Những con số này thật là phản ánh uy tín và chất lượng đào tạo hệ tài chức của trường đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội trong suốt 30 năm qua. Là đơn vị vừa làm công tác đào tạo vừa làm công tác quản lý đào tạo, khoa tài chức hàng năm đã tổ chức và tham gia nhiều hội nghị khoa học, hội thảo khoa học cấp trường, cấp bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý. Từ năm 1978 đến nay, khoa đã có 1 báo cáo khoa học cấp bộ, 12 báo cáo khoa học cấp trường, 8 nhân báo cáo khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp khoa, nhiều báo cáo khoa học đăng ở các tạp chí ngành, nội san của trường và một số đầu sách phục vụ đào tạo và quản lý. Công tác biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy luôn được cán bộ, giáo viên trong khoa nhiệt tình hưởng ứng. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo từ năm 1978 đến nay, khoa tài chức liên tục nhận được danh hiệu từ đội lao động
và có công lao vững mạnh. Đặc biệt Khoa đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 năm 1997, hạng nhì năm 2002. Ngoài ra Khoa cũng nhiều năm nhận được bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của 19 tỉnh thành trong cả nước. Để giữ vững những thành tích đã đạt được và giữ được sự tín nhiệm về đào tạo của các đơn vị liên kết, các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh cũng như toàn xã hội, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình và phải thực hiện tốt những mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho công tác dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020, đó là giúp người học có đủ năng lực ngoại ngữ, sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập đa ngôn ngữ, đa văn hóa, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ với nội dung chương trình đào tạo phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo, góp phần tích cực vào công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, viên chức, thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, học tập đáp ứng nhu cầu người học là nhiệm vụ trọng tâm của Khoa Dạy Chức trong giai đoạn hiện nay. Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng của các cán bộ viên chức trong khoa, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ban giám hiệu và Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội, còn có sự tín nhiệm, hợp tác chặt chẽ của các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh, sự ủng hộ và cộng tác của các cơ quan, các trường, các trung tâm, các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, các tỉnh và các bộ, ban, ngành khác. Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cấp, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo các ban chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội, ban giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ Khoa chúng tôi được hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh, các cơ quan, các trường sở tại, các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, các tỉnh và các bộ ban ngành đã tin cậy hợp tác với Khoa Tài chức trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên chức đã và đang công tác tại Khoa Tài chức cũng như trong nhà trường đã đóng góp công sức, trí tuệ, thời gian để thực hiện nhiệm vụ là đào tạo các thế hệ học viên có chất lượng đáp ứng nhu cầu mới hiện nay. Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên chức nhà trường, chúc toàn thể các anh chị em sinh viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn bà Vũ Thị Quỳnh, trưởng khoa Tài chính. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, với những thành tích đã đạt được trong 30 năm qua, Khoa Tài chính đã được Đảng và Nhà nước khen thưởng huân chương lao động hạng 3 năm 1997, huân chương lao động hạng nhì năm 2002 và hiện nay đang được Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị Nhà nước xét khen thưởng huân chương lao động hạng nhất. Khoa Tài chính cũng đã nhiều lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo, được các bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố khen thưởng. Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập khoa hôm nay, Khoa Tài chính vô cùng phấn khởi tiếp tục được đón nhận các quyết định khen thưởng bằng khen dành cho Khoa Tài chính. Đó là các quyết định: quyết định số 183 QĐKTCTN ngày 2 tháng 4 năm 2008 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; quyết định số 1313 QĐUBND ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; quyết định số 198 KT ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; và quyết định số 13134 UBKT ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Khoa Tài chính. Trân trọng kính mời bà Vũ Thúy Quỳnh, trưởng khoa Ban Chi ủy; ông Hà Lợi, phó trưởng khoa; bà Vũ Thu Ngọc, tổ trưởng công đoàn Khoa Tài chính lên lãnh đạo để đón nhận bằng khen.
xin trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Đình, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hải Dương. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hưng Yên. Và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Khoa, Phó Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, đến trao tặng các bằng khen cho khoa tài chính. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cấp đã trao tặng bằng khen cho ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ban tổ chức rất phấn khởi được đón chào đến dự đại diện lãnh đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiếp sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đến phát biểu. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa, hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ của khoa tài chức và các học viên khoa tài chức trường Đại học Ngoại ngữ. Kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi được thay mặt lãnh đạo Đại học Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập khoa tài chức trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Hà Nội. Tôi nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ của khoa tài chức và học viên hệ tài chức của trường Đại học Ngoại ngữ với truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của trường Đại học Ngoại ngữ và sự phát triển của Đại học Hà Nội. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, 30 năm xây dựng và phát triển khoa tài chức trường Đại học Ngoại ngữ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển giáo dục hệ không chính quy của nhà trường và của Đại học Quốc gia Hà Nội. Với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức và các đối tượng khác, khoa tài chức trường Đại học Ngoại ngữ đã đóng góp nhiều cho chiến lược dạy và học ngoại ngữ để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong 30 năm qua, khoa tài chức trường Đại học Ngoại ngữ đã đào tạo gần 40.000 cử nhân ngoại ngữ và hàng chục vạn người đã được bồi dưỡng ngoại ngữ, góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu giáo viên ngoại ngữ cho các trường đại học, cao đẳng, phổ thông và các cán bộ có trình độ ngoại ngữ tốt cho các địa phương. Với những thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, khoa tài chức trường Đại học Ngoại ngữ đã được nhiều danh hiệu thi đua của nhà trường, của Đại học Quốc gia Hà Nội, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt, khoa tài chức đã được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 và huân chương lao động hạng 2. Để phát huy những thành tích đã đạt được và giữ được sự tín nhiệm về đào tạo đối với các đơn vị liên kết, các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên và đối với xã hội, chúng tôi mong muốn ban tổ chức trường Đại học Ngữ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với các đối tượng và các cấp học, thực hiện đổi mới chương trình đào tạo ngoại ngữ đối với giáo dục thường xuyên. Đối với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ của khoa cần được bồi dưỡng và nâng cao trình độ để đạt được chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Đại Quốc gia Hà Nội, tôi nhiệt liệt chúc mừng khoa tài chức Đại Ngoại ngữ đã đạt được nhiều thành tích trong 30 năm xây dựng và phát triển. Xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ khoa tài chức, các học viên tài chức của trường Đại Ngoại ngữ, kính chúc các quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe và thành đạt trong mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Quang Hưng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố đến đây bế mạc lễ kỷ niệm 30 năm thành lập khoa tài chức trường Đại Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo nhà trường và tập thể khoa tài chức, ban tổ chức chân thành cảm ơn toàn thể quý vị khách quý, quý vị đại biểu, toàn thể các đồng chí đã đến dự buổi lễ hôm nay và dành cho nhà trường, cho khoa tài chức những tình cảm tốt đẹp nhất. Chúc mừng những cố gắng, những thành tích và đóng góp của cán bộ, viên chức, khoa tài chức trường Đại Ngoại ngữ Đại học Hà Nội đã đạt được trong 30 năm qua, và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin trân trọng kính mời các vị khách quý, quý vị đại biểu, kính mời toàn thể các đồng chí cùng dự liên hoan thân mật do khoa tài chức tổ chức, địa điểm là tại tầng 2 câu lạc bộ sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin được trân trọng kính mời. Trân trọng.